Pi Song Xiên nhì líp lăng vừa đẩy trác mì nghị quyết sổ pét của Hội đồng Nhân dân tỉnh, bang tròi chèn lì dâm ngân hàng, thuần có Hoàng Đình Chiến rúng xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, đã đẩy cấp ủy chính quyền xã, xài ký cơ quan chuyên môn của huyện, lon hát ký thỉnh trịa dâm bọn. Nhòn đầy dâm chèn bọn lì tắm để, thuần có đã hát đầy tì trượng vài bẻo khe khai, bang thuần có bị chèn on tình tới thống cha thuần. Pi Thong Xiên nghỉ tiếp lầu trắng đại diêm chèn pòn theo nghị quyết sổ pét, lầu diêm chèn pòn mà dự tình chục tô vài, ăn vằn thần lầu leo với ao nhà mà hử vài kinh, hân mò vài cải bèo đây. Vằn so líp bươn líp nhỉ, Pi Thong Xiên líp cậu, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn mì nghị quyết sổ pét, chính sách bang tròi ký, cha thuần, cáp hát, khai của cái, tứ năm trai khuôn trượng, tứ Pi Thong Xiên nhỉ líp, thân Pi Thong Xiên nhỉ líp hả? Ký cần để bang tròi la ký doanh nghiệp, hợp tác xã, ký cha lườn vì nọ nông dân, ký tổ các can hát kinh. Nghị quyết bang tròi lai mòn trang đam trai khuôn trượng. Vì bận bừa mì nghị quyết, cấp ủy ký cấp đã lãnh đạo chỉ đạo ký ngành, ký hội đoàn thể, trang này mì hội nông dân, tấn lành thắng cả vì nọ nông dân, bang vì nọ thông rõ ký chính sách của nghị quyết, lon vì nọ, hát ký việc cần xíu ra đầy bang tròi, theo chính sách. Khi triển khai các cái nguồn vốn thì các cái thì đã quá đã thắng cả ký hội chấp hoán ký văn bản của hội cấp nưa theo đẩy diêm chèn bòn theo nghị quyết sổ pét theo khai quảng hất kinh thắng tờ vừa hất ký hội cùng chập hòn khỏ mưa xa chắc ký văn bản tỏ trang trì xa chắc khăn đẩy ký mòn đây bang hử hội viên đẩy chắc thân dự án của tỉnh của huyện hội viên vừa đẩy diêm chèn bòn đã hân hôn hỉ hai hết theo nghị quyết sổ pét, nghị quyết sổ tiếp hạ của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội nông dân huyện Bình Gia đã tuyên truyền thân hội nông dân ký xã thị trấn, tổng thị thắng cả hội cơ sở xa chắc mở tiêm chân ngờ thường của hội viên tứ nghề vang tròi bòn tim theo nghị quyết năm vừa hết dự án ký dự án nghỉ đây đo mọi giường đã đẩy văn bòn theo ao khẩu hết kinh đây nâng cao đời sống của hội viên nông dân. Mặc cả trang lý hết lẻo nghị quyết nhằng máu hủ lai mòn cà cạn, tọa nhòn đại cấp ủy chính quyền lồng lim lãnh đạo chỉ đạo, công thành tài khó của ký cán bộ hội, lai hội viên đã dâm đầy chèn bọn mà hát kinh, thân này tăng tỉnh đã mì xiên lai lườn, đầy dâm quảng, lý liếp lý tỉ mân. Nhòn đầy dâm bọn lai lườn đã mì bọn trướng chắp làng gò khuôn trượng, dự phân khốn bọn, khai quảng đầy hát kinh, óc khói đầy khó khát, có phấn tài không tờ lộng cần dân giúp búng kha bản. Cán bộ hội viên nông dân hết theo nghị quyết sổ pét xã Mai Sao đã cả hử cần dân chắc đảng ủy chỉ đạo hội nông dân cả hử cán bộ hội viên chào khoanh ngài theo hội viên đẩy diêm chèn pòn tứ quỷ bang tròi nông dân diêm chèn pòn theo nghị quyết sổ pét qua hết ký thường hân mô hình hết kinh đê chào việc hết hử cần dân tạo điều kiện được cái việc làm cho người dân. Chăn trừ việc băng tròi chèn lì xâm theo nghị quyết sổ pét của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, mỹ tan hạp 6 việc hát kinh của cần dân trang tỉnh, trái nhàng có phấn thuốc tính việc hát kinh tối mớ đăm trai khuôn trưởng, trướng chấp kha bàn mớ rũ tỉnh. Khe bang cần dân hát kinh, tài lung tờ rộng, tỉnh Lạng Sơn đang lý tấn lành, hát lèo nghị quyết sổ pét, bao ao chính sách đây của tỉnh, thân 6 cần dân, bang lai thuần lai hợp tác xã, mì bọn hát kinh, biếu tấn hơn thêm việc cáp hạp, trang đam trai khuôn trưởng, khai cô cái, có phấn hát bèo nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ, Song Xiên nhì líp hả.